Lúc đó thì nhìn bà xã em bầu bỉnh lắm, tròn tròn, nhìn múp múp lắm, múp Không phải chị ơi, lắm. oan Sao cho em lắm. tới lúc quen là em chưa biết có bạn trai, thật sự em không biết Không luôn, biết luôn. giấu kỹ Nhưng lắm. mà hôm đó lại đi chơi đâu? Bữa đó em gọi gan em đủ bà xã em đi chơi xa một tí. Em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chào chị Hồng Vân và chào quý khán thính giả đang xem chương trình Vợ chồng son. Mọi người sẽ có những phút giây thư giãn trong chương trình Vợ chồng son. Quá mời, cảm ơn em. Nói nghe nè, anh hai anh em mình đã gặp nhau ở đâu rồi phải không nè? Dạ, có lẽ anh em mình đã gặp nhau với lại những cái chuyến mà lưu diễn trong nước cũng như là nước ngoài à. À, nói gì em là ca sĩ đúng không? Dạ. Rồi, hẹn chi nó quen quen á chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trường Huy và em đi hát với nghệ danh đó là Huy Kid. Hiện tại thì em vẫn đi hát đều đều cũng như là phụ thêm bà xã em trong công việc kinh doanh. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thận. À. Em là Việt Hà, em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là em đang theo lĩnh vực kinh doanh ăn uống À. và tổ chức sự kiện. Tụi em ở Sài Gòn, À. mà quê của bà xã em ở Bảo Lộc, mà làm thì ở Phan Thiết. Ồ, ủa rồi sao? Rồi ai coi sóc cho tụi em ở trên đó? Có Dạ, người điều tụi hành? em có đội ngũ nhân viên cũng như là đội ngũ quản lý à. Mà Quy là ở thành phố là chính là dân thành phố đúng không? Dạ, em ở Sài Gòn. À, vậy Dạ. thì làm sao cua được cô gái này đây? Chắc có lẽ là đi hát, có lẽ là cổ đi coi và cổ mến mộ, anh xin chữ ký rồi ông thấy tao đẹp cua luôn đúng không? Anh nói đúng rồi. Em nhớ mình như lúc đó là mùng 3 Tết, em ở Sài Gòn và được bà xô mời về Bảo Lộc diễn tại một cái phòng trà tại Bảo Lộc. Thì bà xã em lúc đó là về quê cùng với lại một số anh em bạn bè rồi đi đến phòng trà đó ngồi coi. Thì em đứng ở trên em hát, thì khi mà em hát xong thì em thấy một bạn nhân viên, bạn ấy cầm một tờ giấy là đến nói là anh ơi, có khách muốn gặp anh để mà hỏi gặp chút nói chuyện. chuyện xíu xíu thì anh có thể xuống được không? Em nói ok liền. Khi mà em xuống xong thì em gặp Nam ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. lúc đó thì nhìn bà xã em bầu bỉnh lắm, tròn tròn, nhìn múp múp lắm. Múp thật sự thì lúc mà gặp bà xã em á, cái em cảm thấy mình có hơi xao xuyến chút xíu, bởi vì nhìn lúc đó tin lắm. Lý do gì mà em lại thích bạn này mà em không thích một ca sĩ khác? Không phải chị ơi, Nói oan sao? cho em lắm. Có nghĩa là cái hôm đó là mấy anh của em mới tự lấy giấy viết xong rồi mời lên luôn. Đó. Thôi lỡ rồi mình cũng ngồi nói chuyện rồi anh xin số phone em cũng đồng ý luôn. Khi mà em xuống ngồi nói chuyện hồi xong thì bắt đầu là em cũng phải đi về Sài Gòn, thì bà xã em ở lại Bảo Lộc. Thì trên đường đi về tụi em nhắn tin với nhau. Chồng em ga lăng lắm, nhắn được khoảng chừng 2 tin thôi là chồng em sẽ nhắn thêm một tin nữa là em ơi gọi điện thoại lại cho anh nha. Anh đừng gọi mà em gọi. Em nói trời ơi sao mà ga lăng dữ vậy trời. Em cũng gọi đó, dạ trai thấy chưa. Sao cho em có hỏi tại sao anh không điện cho em mà bắt em điện cho anh có không? Em cũng hỏi rồi tại anh đến trả em lời thẳng lắm, rồi anh trả em lời hỏi luôn cái anh kêu điện thoại em bị hư rồi nhắn tin gọi không có được. Nhưng mà anh nói thiệt nha, dạ em có thích mấy cái bạn trai mà làm ca sĩ không? Nói thiệt lúc nha. đó, lúc đó em chưa thích tại lúc đó em có bạn trai rồi. Ảnh về Sài Gòn rồi em thì ở dưới quê, xong rồi mấy ngày sau em lên. Tại vì em học ở Sài Gòn thì ảnh tự nhiên cũng nhắn tin rủ em đi chơi mà nó có thực là bạn trai em ở xa. Tới lúc quen là em chưa biết có bạn trai, thật sự em không biết Không luôn, biết luôn. giấu kỹ Nhưng lắm. mà hôm đó lại đi chơi đâu? Bữa đó em gọi gan em đủ bà xã em đi chơi xa một tí, đi cỡ cũng được Vũng Tàu thôi à. Thì em không nghĩ là bị cắn ớn. Cắn ớt là sao? Cắn ớt là có nghĩa là đi gài bả rồi nhưng mà cuối cùng không làm được gì đó. Ông rủ em đi chơi mà hồi đó em cũng nhỏ em thích đi chơi lắm, mà có người chở mình đi Vũng Tàu em thích lắm. Cái em nói dạ đi, buổi chiều cũng đi biển đồ chơi đồ như cô ga lăng lắm chị, em thích cái gì là mua cái đó cho em. Xong cái tối nó nói giờ mình đi ăn, xong rồi ông kêu hay mình ăn ốc, em nói cũng thích. Cái ông kêu ngồi đây mà uống rượu rồi ít ít là vui lắm. Em nói lãng mạn, ngồi nghe hàng vui gió em nói dạ cũng được, anh uống được là em uống được. Trời ơi ổng uống được chắc chừng 2 ly à. Có bắt đầu ổng ngồi ổng im lặng vậy nè chị, ổng nói chuyện vậy chứ lạnh quá đổ nhẹ. Ổng kêu lạnh quá là uống nữa không, uống uống em, ổng uống chừng thêm ly nữa thôi là em thấy ổng muốn té xuống.
say xỉn quá cần câu. Đồ đồ nhẽo vậy. Đi về chỗ vậy. Về đến phòng một phát lăn đến sáng luôn. Là ngủ luôn. À là cắn rớt là gì đó hả? Em là em không biết uống rượu uống bia gì hết luôn á, thật sự á. Thật ra là trong ý định là muốn gài đúng không? Thì là có ý đồ. Nói chung đồ là muốn ăn hàng mà ăn không được, giờ ăn ớt rồi sao chứ. Nói chung là thức dậy cảm giác ăn như thế nào? Bức bối khó chịu, cắn rớt lắm. Không biết em lúc đó là sao chứ cảm thấy mình vô dụng. Nhưng mà cái đêm đó là em thấy sao? Cái tính của em với ông chồng em uống vô muốn ngủ không à. Dạ, thực ra đô của em thì cũng không có hơn ổng mấy. Em nói trời, ổng này không có ý đồ gì luôn á. Rồi đi chơi mà mua, hồi đó thích cái gì mua đó là nó thấy hơi hơi chịu chịu rồi đó. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì em mới biết bạn gái em là có bạn trai? Đến khi mà em tổ chức sinh nhật cho bà xã em, cũng với lập số người bạn bè cũng ít thôi. Bà xã em có một cái tin nhắn của bạn trai cũ nói là em về nhà đi, anh cho người đem tặng em một chiếc xe, thời điểm đó là xe đi lăng và SH á. Đi lăng luôn. Dạ, đi lăng đó là ôi, màu đỏ bạc đô mới cáo cạnh luôn. Trời ơi, xe đúng là mắc lắm đó nha. Đúng rồi. Bà xã được nhắn cho anh coi, cho em coi thì em mới nói là thì tùy em quyết định thôi chứ anh tổ chức cho em ở đây anh cũng thấy rất là vui hạnh phúc, thì em cảm thấy như thế nào thì tùy em. Nói thôi chứ lòng đau lắm đúng không? Không phải. Anh nói với em là tùy em nhưng mà anh cũng có thể mua cho em được. Giấu. Mà đang cái sinh nhật mình đâu có về được đâu. Lúc đó là cái bạn trai cũ đó là vẫn đang ở xa luôn. Dạ ở xa. Xong đó khi đó về thì em im lặng. Em im lặng chắc cũng một tuần ha. Một tuần thì lúc đó im lặng với bạn này hay là im lặng với bạn kia? Dạ im lặng với anh này. Tại bạn vì này. Lúc đó bạn trai em cảm thấy có vấn đề rồi nên bạn trai em đi về. À là về gặp em. Dạ đúng rồi. Thì có một hôm em đi với bạn em về, thấy người ngồi đậu cái chỗ mấy ông xe ôm á chị, nằm vắt lên cái xe vậy. Ngồi chờ đợi đó. Anh hiểu cái cảnh mà xe ôm mà chờ khách đúng không? Nằm mà hai tay gác lên trên nè. Để canh đó phải không? Để canh. Thì em nghi rồi, tức nghĩa là thấy mà gọi mà không được. Khi mà em đợi vài tiếng hồ xong, có bắt đầu cô này và người bạn nó chạy về chạm mặt nhau, em nhìn thấy con này trước mà lơ em. Rồi xong rồi khi mà người ấy đưa bà xã em về tới nhà rồi, người ấy đi ra ngoài đầu hẻm tới em chạy vô. Người ta thường là đấu trí đấu sức, còn mình là đấu đuối. Đấu có ai đuối hơn. Ngồi lúc đó là chắc từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Em biết em ngồi, em ngồi mà đó luôn hả? Em ngồi không ngồi có cho em lên ngủ luôn. Gì có nghĩa là ngồi đó để mà em nói chuyện. Em tức giống như là em cho đỡ tức người mình lầy luôn. Nhưng bạn kia vẫn ở ngoài đầu hẻm chờ. Ngoài hẻm một lát cũng nổi đi về trước. Còn cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì hai đứa dẫn nhau đi lễ. Hai em được có đạo đi nhà thờ năm sáng. Thì lễ sớm nó vô khoảng chừng được chừng 15-20 phút thôi. Quá mệt đi về ngủ. Thì về lúc đó em sẽ chở bà xã em về thì mạnh ai nó về thôi. Thì tiếp theo sau đó thì bà xã em mới suy nghĩ sao không biết. Em mới muốn gặp để mà nói một lời. Xong ông này ông khéo lắm chị, ông đánh tâm lý được. Lúc đó kỷ niệm quen nhau hay anh nhớ cái ngày gặp nhau gì đó, hôm đó anh không gọi gì hết. Cái hôm sau ngủ dậy thì anh thấy có người gửi món quà tới. Là một cái hồi đó anh nít đi thích con chuột hamster. Đến buổi chiều ảnh mới nhắn em là em ra trước đi. Cái nhìn xuống trời, ông đang đứng ở dưới. Để xuống cái ông đưa cho em món quà, cái ông kêu là em lên thay đồ này đi rồi đi ra đây với anh. Xem lên trời, tặng nguyên bộ váy, đồ trắng, đồ lịch sự lắm. Xong ông dắt em đến cái nhà hàng. Có ban nhạc đó chị, có ban nhạc đến. Tự nhiên cái hát, tặng game bài. Rồi tự nhiên cái nhiễm nhùi luôn. Có nghĩa là lúc sao? Đó là dứt khoát cái tình cảm luôn đó, đúng không? Lúc đó em là gọi là gục ngã luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, giống như là tự nhiên mình cảm thấy là đây mấy người cho mình cảm thấy là thoải mái dễ chịu nè. Thời điểm đó em có phim hàng cũng nhiều. Rồi sau bao lâu thì tụi em quyết định làm đám cưới với nhau? Đám cưới là phải 5 năm sau. Mấy năm sau lần hả? Dạ. Vậy thì lúc nào mà em quyết em được ăn thịt mà em không bị ăn ớt nữa? Này, sau đó cái... này tự nguyện. Bữa đó em cũng rủ đi, nhưng mà trong lòng em cũng nói là thôi bây giờ mình cứ tấn công hoài mà không được đáp hoài thì cũng ấy lắm thôi. Khi nào mà tự gợi ý rồi mình đi đúng không? Tại lúc đó đi chơi là phải trễ. Nếu mà cứ ngồi ở đây nguy hiểm, có gì vô đó nói chuyện xíu thôi. Nếu mà anh hứa anh làm gì là anh sẽ là con cuốn. Khi em cũng tin.
Xong rồi sáng hôm sau ông sủa luôn chị. Tôi thà làm cuốn rồi hơn là ớt rồi ăn ớt nó cay lắm. Cưới nhau được mấy năm rồi? Dạ em cưới được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Lúc mới lấy nhau về thì bắt đầu có loài tật xấu ra không, có nghĩa là còn ngọt ngào say đắm nữa không? Chồng em là vô tâm kinh khủng, suốt ngày bấm điện thoại, cuộc đời của người coi tivi, vô toilet là 1 tiếng 2 tiếng mới ra, mà em thì hãy nhõng nhẽo vào giận hờn khóc, khóc là bắt đầu hả ông kêu là nín đi đừng khóc nữa, quay qua ông ngủ tiêu. Vô tâm hoài như vậy luôn, coi như là vô tâm. Riết giờ em tự khóc tự nín luôn. Em không cần dỗ nữa. Mê màn hình, mê toilet hơn mê vợ. Dạ đúng. Rồi sao nữa? Có thật thà không? Riêng chuyện tiền không có thật thà với em. Trời ơi, giấu giếm kinh khủng luôn. Tiền á, đi làm như diễn mà cái tiền nào mình biết á thì mới công khai thôi. Còn những tiền này em không biết là ông cứ nói là không có. Thì em cũng, mà cái tính của em cũng không có hỏi nhiều. Cái có hôm á, lúc mà cưới xong hai vợ chồng á, mới để dành được tiền đi mua xe. Thì lúc đó em hai vợ chồng chị để dành được đủ tiền để mua cái xe, mà lúc cái xe đó nó có 2-3 phiên bản thôi. Thì lúc đó là chỉ có tiền mua cái phiên bản thứ hai thôi, còn cái phiên bản thứ ba là phải thiếu 100 triệu nữa. Phiên bản cao cấp nhé. Dạ. Thì em mới nói thôi bây giờ không có đủ tiền, thôi mua cái phiên bản thứ hai. Em tính là ngày mai đi lấy xe rồi. Tối về ông không ngủ chị, ông chằn chọc, ông suy nghĩ sao á. Cái ông bật dậy ông kêu em, anh nói cho em nghe, ngày mai đi lấy xe đó đi. Em nói chờ tiền đâu lấy. Cái ông kêu anh có 100 triệu. Lúc đó mới lòi ra cái nghĩ đen. Trời, lúc đó em giữ bình tĩnh như lắm chị. Em mới nói ủa đâu ra anh có. Cái ông mới kêu là tiền anh đi diễn á. Xong rồi anh cất, anh cất rồi. Cất riêng đúng không? Đó, mà lúc đó em không dám la ổng nữa. Em sợ em la là lần sau á ổng giếm luôn, ổng cho em biết. Đến bây giờ giếm tiền, quỷ đen. Quỷ đen. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ còn bây giờ chắc còn... nhiều lắm luôn á. Mà ổng giấu cho em biết á. Làm gì có. Bây giờ là còn đặc xấu gì nữa không nè? Vô cùng sống ảo luôn. Trời ơi, đi đâu cũng hả? Em sống ảo đúng mà, đâu thôi, sống ảo sai đâu. Cái tính của em á là em không có thích chụp hình rồi up Facebook rồi này này kia kia đâu. Nói chung là cái tính em đi vợ chồng vậy là chỉ cần chụp hình làm kỷ niệm là được rồi, không cần khoe. Mà ổng cứ hả đi một ngày là 80 cái status chụp hình. Nhưng mà có kêu gọi người ta comment không? Coi như là sống ảo. Dạ không, tự lấy máy em comment luôn. Là ảo lắm luôn á, ảo diệu luôn rồi đó. Không, như tính em cũng vô tư thôi, giống như là mình đi chơi thì vợ chồng đi du lịch cùng nhau thì đi đến đâu thì cũng muốn post lên để làm kỷ niệm, nhiều khi Facebook mình nhắc lại nữa. Chứ thật sự sống ảo thì phần nào đó thôi. Nhưng mà ở trong nhà đó, những cái việc nặng nhọc, những cái việc quan trọng là ảnh có chia sẻ với em không? Dạ, những việc mà nặng nhọc á là thợ làm, còn những cái việc mà nhẹ nhàng á thì là em nhờ là... thì ảnh bán. Thôi tội nghiệp quá, để chồng em, kể em đi. Không, hay em không có đụng vô mấy cái điện, ống nước này nọ. Tại em đụng thợ đâu làm, thì thợ làm. Dạ, đó, đó. Bảo vệ. Đó. Dạ. Em xã em có thật xấu gì không? Trời, nhiều. Phải nói chứ nhiều lúc em muốn đi ăn sáng không đi được, bởi sao ngủ từ tối đến đêm 12 giờ trưa mới dậy. Cái em nói trời, em làm sao mà em ngủ ít lại, ngủ nhiều quá là ú như heo luôn rồi sao coi được. Em biết rồi, biết rồi, mà ngày mai thì cũng là ngủ tiếp. Thôi bỏ qua cái này được không? Ngạt quá đi, thôi bỏ cái này đi. Đó, ngủ đi nhiều đi. À, hay quên, nhiều khi một phần quỷ đen của em cũng nhờ bà giặt đồ tiền moi ra nhiều lắm. Tiền bỏ túi này túi kia, nhiều khi quần á, đôi khi em bỏ vô máy giặt em gom cái tặc em, nhiều khi rồi đem bỏ gì vô em phải móc ra coi. Nhiều cái giấy tờ quan trọng hay là tiền, nhiều khi gom lại cứ lúc mở ra được vài triệu luôn cũng chừng. Trời ơi, quên luôn. Gọi gì nữa nè, có hay bà này bả gì nè, ghen, trời ghen rồi khỏi nói rồi. Lúc mà chưa cưới nhau thì cũng nói, mà khi mà cưới nhau rồi ý em bon chạy trước còn đi xe đó, cứ nhìn hoặc đi đâu mà nhìn thấy mấy cô gái này nọ, cái nó làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, nhìn giống như muốn lé mắt luôn, mà trong khi đó mắt không mà điếp riệp mà lé, đừng có thấy ai đâu, chứ căng lên mà nhìn đường muốn khổ lắm rồi. Giờ nói với vợ đi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật sự thì muốn rằng là vợ bớt nóng tính lại, thì vợ rất là nóng tính, đụng việc nhiều khi làm việc á không được như ý á, rất là khó chịu ra mặt luôn. Hãy bớt nóng tính lại, vì dù gì mình cũng là phụ nữ mà. Dịu dàng tí, với lại khen anh nhiều chút.
Em thích nghe lời khen lắm nhưng mà không bao giờ khen em. Nhiều lúc là mình cũng tự ái lắm, thật sự luôn. Tủi thân á đúng không? Giống như chỉ cần một lời động viên nhỏ nhỏ thôi, tự nhiên mình cũng có động lực làm nguyên một ngày đó chị ha. Còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh sẽ chăm sóc cái bản thân của mình hơn. Rồi có những cái mà thói quen, ví dụ như bớt tivi nè, bớt điện thoại nè, bớt toilet lại, dành thời gian chăm sóc con, rồi chăm sóc vợ, nói chuyện với vợ. Em chỉ muốn như vậy. Chắc chắn cái điều đó là anh sẽ làm rồi. Biết sao hôm nãy chồng em có một cái mong mỏi đó đó, thì chị nghĩ là cũng đúng đó. Đôi khi phải khích lệ chồng, và chồng có cái gì tốt thì mình khen. Ủa, kiệm gì cái lời nói, kiệm gì cái lời khen đâu, đúng không? Yeah. Mà như vậy nó sẽ tạo một cái động lực rất là tốt. Thì nếu mà như vậy rồi thì chị nghĩ bạn sẽ bớt tự kỷ, sẽ bớt cầm điện thoại, sẽ bớt coi phim. Yeah. Đó, thì chị chỉ mong muốn như vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến đây tham dự chương trình. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn chị Hồng Vân. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Thật quá ha. Trời ơi, tôi nhìn cái phọt cô dâu tôi gánh tị dễ sợ luôn á, thật sự mà nói. Em nhìn em cũng gánh luôn á chị. Nhìn cũng gánh hết sức luôn vậy đó. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Đỗ Văn Cửu, năm nay là 34 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở phòng kinh doanh của một công ty, và đây là vợ của em. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em là Tuyết Vân, năm nay thì em tròn 29 cái xuân xanh rồi. Hiện tại công việc của em là vừa làm mẹ bỉm sữa, vừa làm YouTuber tự do. Là gì? YouTuber? YouTuber tự do. YouTuber thường em nói về cái vấn đề gì ạ? Dạ, kênh của em làm về kiến thức văn học cộng với giải trí. Hai bạn là quê ở đâu? Em là quê ở Bình Định. Bình Định, vợ? Dạ, em cũng vậy luôn á. Mới hôm qua, mới vừa tới Sài Gòn thôi. Hôm qua là mới vô đây luôn? Dạ. Là vào đây để tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ đúng rồi, em rất là hâm mộ chị Vân. Rất là hâm mộ anh Thuận luôn. Trời ơi, nghe nó đã gì đâu, hâm mộ hai anh chị vượt đường xá xa xôi từ Bình Định vào trong đây. Bây giờ Cửu với Vân kể cho anh chị nghe. Vậy là ngược thời gian nè, bây giờ nè. Ngược thời gian. Tua nè, tua lại. Câu chuyện tình cảm của các bạn hồi nãy nở như thế nào? Ngày 10 tháng 1 năm 2017, em nhớ luôn. Lúc đó thì em có làm trong công ty ở Tân Bình. Thì em có quen với cô bạn này nè, mới quen có một tuần thôi. Thì hai đứa rất là hợp nhau. Cô mới nói thôi để cái... mà mình làm mai cho Vân. Cái anh này cũng Bình Định luôn, mà anh dễ thương lắm. Cái nói thôi không làm mai gì hết trơn, người ta đang quyết tâm kiếm tiền xây nhà. Không chịu. Nhưng mà cô bạn đó cố tình tạo ra cái bữa mà gặp mặt mà em và anh không biết luôn. Xong cái hôm đó là lúc 4 giờ chiều anh tới. Lúc đó là em đang nhận làm trong nhà thi đấu Phú Thọ, làm hội chợ đó. Thì anh tới nguyên một cây đen luôn, trên đầu từ đầu xuống chân mặc đồ đen hết. Anh đem theo 3 ly nước sinh tố, anh để cho em, cho hai bạn kia nữa. Xong cái tối hôm đó anh gọi điện cho em hỏi về chưa. Em nói dạ chưa về anh ơi, mà tự nhiên mất cái thẻ xe rồi. Cái thẻ xe đâu tìm không thấy nữa, mà không, lúc 10 giờ đêm rồi không có về được. Mà điện thoại của em là cũng vừa hết pin luôn. Là anh nói thôi đứng đó để anh qua anh đón về. Xong cái cúp máy luôn. Mà nhà thi đấu Phú Thọ thì rất là nhiều cổng, mà em đứng một cổng duy nhất đó, anh cũng tìm đúng luôn, rồi anh chở em về. 11 giờ kém. Thiên duyên tiền định. Dạ. Thiên duyên tiền định. Dạ. Bây giờ để hỏi ổng nè, bây giờ em gặp vợ em cái hôm ở cái hội chợ đó, đó thì cái cảm giác em sao? Cái ấn tượng của em gặp bạn thì em cũng nghĩ là nhìn bạn thì thấy cũng đồng hương, cũng nhìn thấy cũng xinh xinh thôi, chứ mình cũng nghĩ là sẽ gọi là tống công tìm hiểu hoặc quen biết gì cả. Chưa có gì hết. Dạ. Thì tình cờ mà lúc đó bạn kêu giờ chưa về mà giờ mất VC nữa, em lại lo mình tới mà thấy đồng hương của mình giờ như vậy, thì em đó là quyết định tới gặp và chở đi. Và từ đó mà em cứ bữa nào cũng tới hội chợ để nhìn chút rồi mới về. Nhưng mà anh chị biết sao không? Cái thẻ xe đó ngày hôm sau em mới biết là nó nằm trong túi áo của cô bạn kia. Bạn lúc sáng em chở bạn đi làm, để trong túi áo của bạn, cô bạn về trước. Vậy đó. Thế là nó là cái duyên rồi. Khi một khi cái bà Mai đó, bà đó nói là phải giới thiệu bà với ông này, là cái chuyện gì tới nó phải tới. Nhưng mà sau hôm đó thì em cũng xin nghỉ công ty, em chuyển qua việc khác. Thì cái bạn trong đó nữa, bạn cũng diễn về quê luôn. Tới bây giờ tụi em cũng không có cơ hội nào để gặp lại nhau nữa. Cảm ơn, hôm nay là có dịp thì giờ nói một câu cảm ơn bạn đó. Nhờ bạn đó mình mới gặp được cái người đàn ông này. Đây đó, bạn đó rồi đó. 3 năm rồi, bây giờ mới có dịp
lên đây để gửi lời cảm ơn đến Hằng. Cảm ơn Hằng rất là nhiều vì đã gửi tới cho mình một bạch mã hoàng tử. Rồi nè, bao lâu thì cái tình cảm nó mới lớn dần lên? Vào một cái buổi chiều nó cũng rất là gần cái đợt mà gần đầu tiên đó. Bao lâu cách nhau? Ba đêm thôi, đêm thứ ba đó. Ba đêm? Lâu lắm. Wow, lâu lắm. Cách nhau tới ba đêm mới tỏ tình chứ. Cái đêm thứ ba này nó là mình tới mình phụ bạn để bán hàng. Xong cái buổi đó thì mình mời bạn đi cà phê. Lúc đó là có rất nhiều cái chuyện buồn. Và mình thấy là tự nhiên nó đồng cảm với nhau. Cái thời gian mà gặp anh á là cũng là cái khoảng thời gian em gặp rất là nhiều chuyện buồn và áp lực. Anh là người tới và lắng nghe em nhiều nhất. Em kể hết rồi anh cũng khóc. Anh khóc rồi anh nắm tay em thật là lâu. Xong rồi cái anh hôn lên má của em. Trên má em có một cái bớt nè. Rất là lớn. Mà hồi trước tới giờ là chỉ có mỗi mình mẹ em là hôn lên cái má em thôi. Mẹ hay nói là mẹ xin lỗi con nha, mẹ không muốn như thế này đâu. Con đừng có buồn mẹ. Tự nhiên khoảnh khắc đó em nhớ mẹ em vô cùng và em nghĩ là chồng của mình ở đây rồi chứ không có đâu khác nữa. Sau 3 tuần sau đó là ảnh tỏ tình và ảnh đâu muốn cưới em. Cái con số 3 không đó em? Dạ. Sao 3 đêm? Sao 3 đêm? Cái mà cái sự kiện mà đáng nhớ để em tụi em quyết định đến với nhau á. Sau 3 tuần thì em có chở vợ em đi xe máy từ Sài Gòn về Bình Định. Để... trong đêm luôn á chị. Trời, nhưng mà chắc là phải nghỉ đúng không? Dạ, em về tới Nha Trang em nghỉ rồi em đi nghỉ thì sao? Đi một lèo á là chết luôn á. Còn nghỉ rồi nghỉ ở khách sạn hả? Dạ chắc là vậy. Ở đêm đó tình hình phòng có em thuê hai giường. Hai giường á. Thật sự là chồng em là một mẫu người mà truyền thống, hợp với em. Khi mà đám hỏi về rồi em mới dám dọn về chung ở chung với nhau. Rồi. Cái lúc đầu tiên, cái kỷ niệm đầu tiên mà khi mà hai đứa em bắt đầu dọn về ở chung với nhau á, em còn nhớ cái cảm giác như cái kỷ niệm đó không? Dạ, tới bây giờ em không quên được. Trời ơi, giờ em mới biết là chồng mình thương mình như thế nào luôn. Lúc đó thì tụi em có thuê nhà trọ ở Tân Bình. Cái phòng cũng nhỏ thôi. Và nấu thì nấu ăn thì cái bếp ga mini á, nhỏ lắm. Xong cái một hôm em bật bếp ga sao tự nhiên bình ga phát cháy. Em hết hồn. Em chạy ra nhưng mà ảnh là người chạy ra cửa trước. Anh chạy ra cửa nhanh hơn em luôn. Anh chạy ra, anh đứng đó. Anh đứng anh nhìn em nhìn ảnh. Hai em nhìn nhau xong nhìn cái bình bếp ga. Trong 2 giây thôi em nghĩ, nếu như mình không làm việc này thì ai sẽ làm? Em dũng cảm em lao tới em tắt bếp ga. Không em nhát, em sợ luôn. Em cái sợ cái gì mà nổ là rất là sợ. Em cứ nghĩ tới nó nổ là tiêu. Ông đúng là một người đàn ông của em đây rồi. Dạ, sao? Sao em chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh có còn thương em không? À. Em lúc đó xin lỗi với anh. Lúc đó xin lỗi, lúc đó tự nhiên cái phản xạ thôi em. Chứ anh cũng không cố tình anh bỏ chạy vậy đâu. Kỷ niệm thứ hai là cũng vào dịp cuối năm luôn thì vợ chồng em đi làm thì cũng có nhiều cái khó khăn. Thì khó khăn tài chính, cuối tháng rồi mà hai đứa hết tiền mà còn đúng mấy ngàn để mua mì tôm thôi đó. Nhưng mà cũng còn may mua được 2 trái cà chua. Vậy mà hai đứa ngồi ăn ngon lành, cười nói chuyện rôm rã. Em cũng không hiểu được cái động lực nào. Cái thời gian đó là em đi làm gì? Dạ em rất là mê nghệ thuật. Em theo các nhóm, câu lạc bộ, các anh chị về diễn kịch nè, đóng phim, đóng MV. Rồi có đi hát với lại các cô bên câu lạc bộ nữa. Rồi như vậy là tụi em là cái giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất đúng không? Dạ. Bây giờ hiện tại, cuộc sống hiện tại còn khó khăn nữa không? Đỡ chưa? Dạ hình như là không khó khăn. Đó, như vậy chúc mừng. Đúng rồi, là tụi em không khó khăn. Bây giờ không kể chuyện buồn nữa. Kể vào cái ý chính của chương trình đi. Đại cái này ai cũng thích hết á. Nãy giờ nghe em khen ảnh không à. Thì không biết có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm. Đó, nhiều lắm. Thứ nhất là chồng em ngủ ngáy. Người ta ngủ ngáy bình thường, còn ổng là theo tiết tấu, theo nhịp điệu nữa. Ông ngủ ngáy có trầm, có bổng rồi. Dạ đúng rồi. 9 giờ đêm mà tới 3 giờ sáng. Xong rồi từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng là ngủ là ngáy bự hơn nữa. Tức quá em đạp ông lọt giường luôn. Nhưng mà cái đó là không phải tật xấu đâu em ơi. Dạ. Một xíu chị gửi message qua cho em một cái sự ngáy nó cũng tiết tấu vậy đó. Ra cũng đau lòng lắm em. Đau lòng, đau đớn lắm. Mà những người như vậy khổ tâm lắm. Dạ. Không muốn đâu. Ngủ nhiều khi có 15 phút mà cũng dữ dội lắm á em, tiết tấu đồ. Dạ. Mà cái đó tội lắm em. Tội. Mà tội hơn là mấy cái người mà quay clip lại đó. Ngủ là bị dính rồi đó. Dính hoài luôn á, ghét bây giờ không dám ngủ. Không dám ngủ nơi công cộng. Rồi sao nữa? Tật xấu thứ hai là khi anh cọc tính lên là anh hay gườm em lắm.
Đó kìa, gươm kìa, gươm. Cái con mắt đã bự rồi còn gươm người ta. Mà em, tính em là em dễ mũi lòng lắm. Giống như là tâm hồn bay bổng, người ta gườm mình cái mà khóc liền vậy đó. Tủi thân đúng không? Dạ tủi thân, nó chắc chồng không thương mình nữa. Mà mỗi lần có tủi thân gì sao? Em có năn nỉ không? Phải năn nỉ chứ, mà năn nỉ mà 3-4 tiếng mới xong. Thôi đó. Đi, không có đâu. Họ cứ ngồi im, họ cứ ngồi im nhầm nhìn em. Xong cái sao vậy vợ? Sao vậy vợ? Hỏi 2 tiếng không có vậy thôi, nằm xuống ngủ queo luôn. Tại vì... người ta vậy. Rồi sao còn nữa gì nữa nè? Nhưng mà bây giờ em không, em nghĩ là em không có khóc nữa, không nên khóc. Từ ngày mà nhận tham gia chương trình em coi mấy cặp đôi thì em nghĩ là khóc là sai lầm. Em sẽ đổi chiêu khác. Đổi chiêu đúng không? Mỗi lần mà ông trừng em lên như nè, em sẽ sợ quá sợ quá sợ quá. Nhưng mà ông trừng lại tôi không. Đó. Như vậy đi. Là coi như là chừng nào áp dụng? Ngay sau hôm nay. Rồi bây giờ nè, tới em đó cũ. Cô ấy có thật xấu gì không? Cái mà em không khắc phục được, nó có tình huống nó xảy ra nhanh quá, mình cứ phản xạ mình liếc qua dài thôi là vợ em khóc. Thứ hai á là khi mà vợ chuyển từ Sài Gòn về Bình Định sinh sống thì thực sự là rất là nhớ sân khấu, nhớ nghề, thì thường hay buồn buồn nhiều lúc tâm trạng. Còn ngoài ra em cũng không thấy là vợ rất là thương chồng và chăm hết mình chăm sóc con. Ủa vậy cuối cùng nãy giờ xấu đâu. Không có gì xấu chứ. Hai vợ chồng này bưng bít cho nhau quá à. Dạ không có đâu. Không có đâu. Nãy giờ kể ông đi tầng xấu gì chơi nhỏ à. Mà với cặp này thì mình cũng có gì để mà mình khuyên nữa. Đúng. Bởi rồi. Vì cuộc sống đang rất là viên mãn nè. Có em bé một tuổi rồi. Chỉ có mong là hai bạn hạnh phúc hoài như thế này luôn. Với lại nếu có điều kiện thì em có thể vẫn có thể đeo đuổi được cái đam mê của mình. Bằng cách nào đó mà tự em có thể, ví dụ như YouTube thì chị thấy bây giờ cũng được rồi đó. Có nghĩa là em vẫn có thể đáp ứng được cái đam mê của tự mình phát huy. Đó nha, và chúc cho cái kênh YouTube của em sẽ nhiều subscribe nha. Mau sớm nhận được nút vàng. Chúc cho các em hạnh phúc nha. Xin tạm biệt. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyền, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ năm nay là chắc em 28 rồi á. Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Ở, và bạn này là quán quân. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi, con quấn con đi học. Con học đại học gì? Dạ con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc đang theo sát số hậu trường với con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer, rồi bảo là trang phục, rồi lo những cái buổi tập của con luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015. Nhưng mà chắc là sau lưng đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là Show You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công. Thì Bảo Ngọc là, nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Thì năm đó là con đi xe cùng xem một cái chương trình là xong Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con. Và sau đó, lúc đó thì xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường chỉ có con biết anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Đúng là, thời điểm đó là con làm một phía đúng không, là con gọi là đơn phương ngưỡng mộ anh. Dạ chứ lúc đó thiệt ra là 2014 là anh Quyền thi thì 2015 là vô tình là cái hôm đó con đi thi thì con lại gặp anh Quyền cũng đang đi xem cái mùa sau. Thì với vô tình cái ba mẹ con thấy cái kêu là meo vô chụp hình với anh Quyền nè. Vậy đó hả? Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa? Hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ là tại vì về tài năng của anh Quyền thôi. Tức là gặp nhau rồi là từ năm 2015 2014 hay 15? Dạ 2014 là bị con 15 thì chính thức gặp. Đó rồi biết rồi, nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và
trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Thì lúc đó là con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin chú, con xin là anh chị đấy. Nói chuyện là anh Hòa rồi thì chị Mai. Thì kiểu giống là lúc mình là kiểu đối tác bởi vì anh Hòa liên hệ con dàn dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Đó. Thì trong cái quá trình tập luyện dân thôi, tôi con cùng tiến với nhau. Đó thì ba bút con dạy cho lớp của Bảo Ngọc. Sau đó là khi con cũng thương Bảo Ngọc, rồi bắt đầu là tìm hiểu nhau, và bắt đầu có những cái kết nối với nhau, nói chuyện với nhau từ đó là tại bây giờ luôn. Xí cho chú hỏi coi là lúc đó là tụi con ở ngoài Huế hay là đã trong này? Dạ, ở trong này chứ ạ. À, là gia đình thì con là đã vô đây hết rồi. Dạ, lúc đó Bảo Ngọc mới lớp 12. Dạ, gia đình con là ở trong này từ nhỏ. Rồi sao vậy đó? Là lúc cái quyền lúc coi như con tập cho Ngọc là thời gian bao lâu? Con tập hình như trong vài tháng, trong mấy tháng á, tập tháng cho tập luôn. Thể của Bảo Ngọc luôn, tập thể lớp luôn. Mấy tháng luôn. Đúng rồi, thì con cũng là hay, trước đó là con cũng dàn dựng cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đối với học sinh á, cấp 3 thì đấy là chắc là bài học bài dựng đầu tiên của con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được hai giải quán quân ở đó. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Dạ thì trong thời gian mấy tháng đó chia sẻ lần đầu thì con lúc mà con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích và số tuổc ấy. Rồi thì là về sau thì con bắt đầu để ý Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu không, thực sự lúc đó thì con việc con vẫn chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đứa học sinh quậy làm được là mình la mình la luôn bên này. Như vậy là trong cái lúc tập đó là chắc chắn là phải có coi như là va chạm với nhau, đụng chạm tay chân, bưng bê này nọ, đúng không? Là chắc chắn là cô gái 18 tuổi này chắc chắn là sẽ có xíu xắn, sẽ có sao xuyến với chàng trai này, đúng không? Dạ. Con trước hay là anh Quyền trước? Đúng không? Dạ, thiệt ra là cái lúc mà anh Quyền đang tập cho con là con có thấy một bạn khác chứ không phải là anh Quyền. Dạ. Một bạn trong nhóm của con? Bạn trong nhóm của con? Bạn đó, bé đó nhỏ tuổi hơn con. Nhưng mà tại vì trước đó là con có đi thi ở cũng ở trong trường, là cái cuộc thi đó là học sinh thanh lịch, thì con cũng có bắt gặp với bé đó, thì con cũng có mến bé đó. Tới lúc mà anh Quyền tập cho con thì cũng xem giống như là anh Quyền là biên đạo rồi nhớ rất là không có gì. Dạ đúng rồi, không có gì hết á. Xong rồi sau đó thì tại vì lúc mà anh Quyền tập là anh Quyền cũng hay la, tại con đứng ở chỗ quan trọng với lại là hay làm mấy cái mạo hiểm á, thì anh Quyền cũng rất là sợ bị té này nọ nên là rất là hay la con. Nhưng mà con không thích. Dạ, cô hiểu rồi, có nghĩa là tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không? Dạ. Mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi thay đổi nhẹ đúng không? Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau khi giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mà. Con ở đây một mình, con thuê nhà con ở đây một mình. Thì con còn nuôi thêm hai em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi qua giúp anh chăm cụm này đi, rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn. Thì đó từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ như vậy là nhờ hai con mèo đó, nhờ hai con chó, con cún đó mà con và bạn mèo này mới quen nhau đúng không? Đúng rồi. Là quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa, đúng là lớp 12 đúng không? Dạ. Có nghĩa là chính thức quen nhau là con lúc đó đang học lớp 12. Dạ đúng rồi. Là mười mấy, 18 đúng không? Dạ đúng rồi. 17. Tại vì 18 là tốt nghiệp đó. Dạ, 18 là tốt nghiệp. Như vậy là nàng 17, còn chàng là hai mấy. Dạ đúng rồi. Đó, vậy thì quen nhau lâu không? Và có nghĩa là quen có trơn tru không? Cái đến ngày cưới không? Hay là suôn sẻ đó. Suôn sẻ, không có cãi nhau, không có gây lộn, rồi không có bị cấm đoán bởi hai gia đình. Hay là hay là gặp đủ thứ trắc trở. Dạ thì con nghĩ là không đến nỗi ảnh hưởng, bởi vì thứ nhất là nếu mà quen nhau là hôm qua là tụi con vừa kỷ niệm xong 4 năm là ngày hôm qua luôn. Là tụi con cùng quyết định đi đăng ký giấy kết hôn vào ngày hôm qua. Thì đăng ký giấy kết hôn ngày hôm qua. Đúng rồi, cưới thì cưới lâu rồi đó. Cưới lâu rồi nhưng mà quá son luôn. Dạ nhưng mà chọn cái ngày để đăng ký là ngày kỷ niệm luôn. Đó, bây giờ quen trở lại với câu hỏi.
là cái tình yêu của các con bắt đầu là lúc đó là Ngọc mới có 17 tuổi. Vậy thì có cái tình yêu có đẹp không? Hay là có bị chia tay chia chân gì không? Dạ, chia tay thì không có. Nhưng mà cái lúc mà con mới về anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm... anh Hòa. Dạ, mời phụ huynh lên. Mời phụ huynh, lúc đó là mời mẹ con lên nói chuyện. Là rồi chia sẻ cũng thầy, tại vì thầy rất là thương. Rất là thương, tại vì thầy đó ở với con nguyên cả năm cấp 3, là dạy từ lớp 10 tới lớp 12 luôn. Nên là thầy cũng nói chuyện với mẹ con, nói là tại vì cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm, và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là chỉ là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con. Và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa, thì lúc đó thầy rất là lo, là thầy mời phụ huynh lên. Là chỉ có vậy thôi gì? Thôi còn Quyền lúc đó là có bồ chưa? Con có bồ chưa hay là? Lúc mà đang bán mèo, đang thời điểm mà tập cho mèo á, thì cũng là con cũng mới chia tay xong. Nghĩ vậy là hợp lệ rồi. Dạ. Nhưng mà sao cái lần mà thầy mời mẹ lên như vậy á, là về phía con á, con có né anh Quyền không? Dạ hay không. Tại thì cái lúc trước, cái cũng là cái thời gian đây anh Quyền chia tay, với là vô tình con cũng chia tay luôn. Chia tay cái anh Thanh Lực đúng không? Dạ, cái bạn không. Mà nhỏ tuổi hơn hả hay sao? Dạ, dạ không, một bạn khác. Chà, sao mối tình học trò không nhiều quá vậy? Dạ, một anh lớn hơn, thì lúc đó con và anh con cũng chia tay. Thì nhưng mà một cái là con không hiểu tại sao, nhưng mà mẹ con á rất là cấm đoán việc mà con quen, tức nó quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Rồi giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu, hoặc là đi học thêm thôi, cũng sẽ đi coi là con có đi học hoặc là có đi chơi với cái bạn nào không. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh Quyền á, là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại, là mẹ thích anh không Quyền. Không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á, đúng không? Dạ, con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, còn với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm, một sự đồng hương, cũng như là một cái sự cố gắng của con trong cái công việc nhiều hơn. Kiểu tin tưởng, không còn kiểu là giống như là suốt ngày là bó xe bong bong ngoài đường. Và là cái xe, bởi vì thời gian con xuất hiện ngoài đường là ít, rất là ít, chỉ là trong phòng tập nhiều đó để làm việc liên tục. Thế con nghĩ là cái sự tin tưởng nãy là hai bạn nói là đã cưới nhau 4 năm đó, đã quen nhau và gọi là cưới nhau, tức là tổng số thời gian mà bên nhau là 4 năm. Nhưng mà các bạn đã cưới bao lâu rồi? Tụi con á, nếu mà cầu hôn là năm trước, đúng không? Rồi đầu năm là mùng 1 của dương lịch là tụi con làm định hôn. Rồi bắt đầu tháng 3 là tụi con làm một cái lễ cưới cho các bạn bè ở trên Đà Lạt. Rồi sau đó tụi con làm một cái lễ hăng thuần ở trong chùa. Rồi sau đó tụi con làm lễ gia tiên ở bên theo kiểu Trung Quốc của bên nhà người của mèo con mèo. Rồi 25 vừa rồi là Noel. Chọn đúng ngày Noel để tổ chức đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là lễ triền miên. Lễ triền miên từ lễ này tới lễ nọ cho tới ngày hôm qua mới là cái lễ đi đăng ký kết hôn. Tại bận lễ quá đó chứ. Nên là quên đăng ký luôn. Đó. Mà không sao. Không sao không? Thì chứ đó là trên giấy tờ hợp lệ thôi. Quan trọng là cái việc mà các bạn ở với nhau như thế nào, mà trong cái tình yêu đó nó các bạn hiểu nhau như thế nào, đúng không? Như vậy là trong suốt 4 năm, Quyền thì chắc chắn là phải cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Hoặc là con có hỗ trợ gì cho Quyền hay không? Trong 400. Dạ, thường thì ba mẹ con trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Là ba mẹ cho đi theo anh Quyền. Lúc đầu thì ba mẹ em con đi khuya quá á, đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya. Thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tự mở. Vậy hả? Mệt mỏi quá. Thì ban đầu là chỉ là 8 giờ có mặt rồi. Từ khi đi với con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Đó. Thì con nghĩ là cũng cảm ơn, bởi vì thực ra con cũng cảm ơn cái ngành nghệ thuật rất là nhiều. Bởi vì nó cho con một cái sự cố gắng và cho con
cho mọi người thấy được cái sự cố gắng của con, cũng như là cho con một cái niềm tin đó. Ông ra làm mẹ của con rất là gọi là sao ta, nhanh nhạy bén á. Tại vì cái bạn Quyền này á, là thứ nhất là cái chất giọng của con và cách nói chuyện con rất là chân thành. Thứ hai, nếu mà đã xem những cái thành quả hoặc là những cái sản phẩm mà bạn này làm ra đó, là mình sẽ hiểu được tâm hồn bạn này. Bạn rất là thánh thiện. Tức là khi mà chị, tại vì chị có chấm bạn này cho nên chị hiểu được tất cả những cái tác phẩm của bạn làm ra nó đều mang cái tâm hồn cái con người của bạn này. Cho nên là khi mà chắc là cô nghĩ á, là lúc mà ba mẹ mời con về để dựng cho lớp á, đó thì chắc là ba mẹ đã cảm nhận được từ lúc đó, thành ra là cãi lời thầy để mà cho con gái quen với bạn này. Cái nữa là chị có đồng ý là nhìn mặt Quyền á rất là có cảm tình. Đúng mặt rồi, hiền lắm. Rồi nó nghe nè, con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em vậy không? Dạ con là con gái lớn, có một em nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Cưng ở nhà rất là cưng, không cho đụng vô cái gì hết. Đã cưng như vậy rồi, bây giờ bên đây là một dancer mà cái công việc của dancer là gần như là rất là bình dân, đi không có giờ giấc, ăn bờ ngủ bụi, đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đó, thậm chí là rất là thoải mái trong giờ giấc. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Dạ con thì con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn ngoài lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không. Anh hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á, chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ như con đúng không? Đó rồi. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ không ta? Hơi quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Đúng không? Ừ, đồng bây giờ hỏi đi. Còn mới lắm nha. Nó nghe nè. Và một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Thấy là lúc khi mà mình chưa có về ở với nhau á, là không bao giờ thấy xuất hiện cái tính tình hoặc là cái tật đó nha. Mà về ở với nhau rồi lòi ra cái tật đó. Đó. Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Là con nghĩ là mỗi lần mà mèo là hay hét, mỗi lần mèo mà kiểu đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cái nhà lần đứng từ trên nghe được hết, ba mẹ đều nghe được hết. Kiểu ba mẹ quen rồi chiêu cứng mà đây là con gà rùa của ba mẹ mà. Kiểu con hét cũng vậy, thì mỗi lần mèo hét con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà mèo mà tức một cái là mắt mình nhìn một liệt quá cả là ý trai con mèo đổi mắt mà. Là phải sợ con mèo đeo công tắc len đó. Đúng rồi, phải sợ là con cục hơi rèn rèn đi. Cái đó là con quen rồi. Con quen trong lúc giờ quen là bởi vì con biết được tính cách của mèo là như vậy và con đón nhận cái điều đó. Bởi vì thực ra là con nhìn vào cái điểm tốt của mèo nhiều hơn là những cái tính cách đó. Nhưng mà đây là kệ tốt, kệ đây, tốt, kệ tốt không nói. Đây là cái phần mà chúng tôi không kêu khui những cái tính tốt mà chúng tôi kêu khui những cái tật xấu. Chưa hoàn hảo. Hồi đó đó là mèo ở chung với ba mẹ, mèo ở trên lầu, mèo hét thật to. Nhưng mà từ khi ở với con thì cái việc mà hét như vậy to nó còn không? Hỏi hay đi, là hỏi chị đi, to vẫn còn. Mà lúc đó là lúc nóng giận đúng không? Dạ, lúc kiểu giống như thật ra cũng phải lúc nóng giận nữa, lúc kiểu cảm giác mà không vừa lòng cái gì không đó, không vừa lòng cái gì đó, bắt đầu tim không được cái gì cả, nó bắt đầu hét. Ủa mèo 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 hét làm sao mèo? Con hét làm sao đó, con hét thử coi. Con Candy nhà em á, y chang. Đó. Ngay. Đồ nó hét gì đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Đó. Thì mèo còn ngủ muốn, ngủ dậy muốn. Nướng đúng không? Ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương mèo và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng từ rửa chén bạc và mọi thứ. Nàng cũng biết tìm cách, có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. Không biết nấu ăn đúng không? Rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học thì đó. Bây giờ là... biết nấu chưa? Dạ. Sơ được mấy món rồi con? Các món luộc đó. Không? Tất cả các món luộc. Dạ, con biết nấu luộc hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Bây giờ con thử con kể 3 món mà con có thể làm được ngoài trứng chiên và mì gói. Con
thịt luộc á. Thịt luộc, trời ơi, món khó làm quá chị. Ta nói là bây giờ tất cả các loại luộc mà. Yeah. Thịt luộc, rau muống luộc. Rau muống luộc. Trứng luộc. Ừ. Rồi đủ ba món rồi con. Thôi, còn cái tật gì nữa không? Quản lý kinh tế sao? Hồi nãy con nói ví dụ gì mà kinh tế không gì hỏi ghen tuông đi. Hỏi bị có ghen không? Có ghen không? Thời gian đầu thì rất là ghen. Thời gian đầu quen đây rất là ghen. Thời gian đầu gì mới chưa được năm mà thời gian đầu gì thì đừng là, nói bây giờ hết ghen nha. Lúc ở với nhau đó, lúc mà thời gian mà kiểu đi làm số với con á, cùng ghen. Khi mà thấy con bà mụ và các bạn nhỏ, các bạn khá thì bắt đầu là chân tay bị các bạn kia rồi bắt đầu cùng ghen rất khó là chịu rồi đúng không? Đúng rồi chịu. Có cái lần ghen nào mà để lại ấn tượng trong con sâu sắc không? Lần ghen thì ấn tượng sâu sắc thì con không nghĩ không có, bởi vì con thấy điều đó bình thường á. Con lần mà con thấy mà kiểu cảm thấy mà con làm một cái tác phẩm là Harley Quinn and Joker thì đó là cái tác phẩm mà bạn thích nhất. Rồi tự nhiên con làm cho với diễn viên Anh Kiều. Là học trò con luôn Anh Kiều. Thì bắt đầu bạn là ghen có một cái tác phẩm mà em thích nhất muốn đem đi cho người ta. Là ghen vậy đó hả? Ghen vậy đáng yêu mà. Ghen nào mà ghen khùng ghen điên á con. Dạ, con có nhớ không? Dạ, chưa có. Chưa có hả? Nhưng mà anh nghĩ là cái công việc của anh á là làm việc với dancer nữ nhiều. Cho nên là chắc con cũng phải chờ đi. Trời ơi hả, nhìn ốm vậy đó nha. Mỏng mỏng vậy đó mà trời ơi bưng bê thảy rồi. Trời ơi dữ dằn lắm á. Ôi chị đã chứng kiến rồi. Chị chứng kiến bạn ấy suốt rồi. Rồi nó nghe nè, không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shopee vô liên tục. Vô số luôn. Shopee liên tục luôn. Đúng rồi. Nhưng mà đồ mua về rồi có xài không? Dạ không, để đó. Có xài nha, có dài. Mặc dù Shopee liên tục, thực ra là nàng này cũng mua Shopee liên tục, nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt, bởi vì mua cho con nhiều. Mua cho con nhiều. Bởi vì con không biết sao nữa. Đấy là mang danh là tiểu thư cho chị biết là được quan tâm, nhưng mà khi mà quen con là ví dụ khi mà con trước đó là bởi vì con không còn mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cần mua tập rồi là xong rồi. Nên từ khi mà quen mèo là mèo mua đồ tùm lum mà mua là chủ yếu là cho con này. Mua Shopee còn vậy mèo. Là cái đó không phải là tật xấu rồi, cái đó là tật tốt. Thôi bỏ cái tật tốt đó đi, bây giờ mình đang thôi bây giờ nếu mà kể chắc là kiểu như bây giờ bạn cũng chưa tìm hiểu được cái tật nào đâu, nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn. Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Thì mèo đang làm tốt điều đó là quản lý con giao lại việc quản lý nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ để mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Cô biết đó là con phải tự edit clip, con tự phải làm fanpage, con phải tự dạy rồi lấy chương trình tìm nhạc, cắt nhạc, rồi bắt đầu là làm ảnh, làm poster rồi nhiều thứ. Bây giờ là những đấy là lý do tại sao mèo học media là mèo cũng làm lại. Bây giờ con bà giao qua cho mèo. Đúng rồi. Là mèo đã làm được bao nhiêu phần trăm cái điều con mong muốn rồi? Dạ chắc là được 50% rồi đó. Cố gắng đi con, cố gắng thêm 30% nữa. Mặc dù 22 tuổi nhưng mà đã làm cô rất là tâm phòng 60 bé em rồi. Tốt quá. Quá hay. Rồi giờ tới mèo nữa con. Dạ. Những tật xấu của bạn Quyền này là gì? Dạ, tật xấu của anh Quyền thì không biết. Tại vì ở nhà anh Quyền làm cũng nhiều lắm nên là tôi cũng không biết. Không biết được tật không xấu gì luôn. Bên ngoài á, bên ngoài xã hội thì sao? Bên có ngoài tính hay không, rồi có ga lăng với phụ nữ, với phụ nữ khác hay không? Dạ, tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném á thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Dạ nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng lần tính nè, cọc nè đúng dạ không? Khi mà mấy bạn tập không tập trung là cứ ném giày, mà ném không được là cứ ném điện thoại. Mà con nhớ lần mà nhớ nhất á là cái điện thoại nó ném, tại nó nát quá rồi nên là phải mua luôn cái điện thoại mới. Như vậy là xả cơn giận nhưng mà hư tổn hao tài sản, đúng không? Đó, còn nóng tính, không? Nóng tính, cọc tính. Còn gì nữa không nè? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là... Không, anh Viền gọn lắm, ở nhà anh Viền gọn hết nên là... Không, nó có cái này cũng có thể gọi là tật xấu nè. Có nghĩa là kỹ quá đó, kỹ tính quá, coi như là ngăn nắp quá luôn á. Đôi khi nó cũng là tật xấu. Thì không biết rằng là cái kỹ lưỡng của anh là nó ở mức độ nào? 100% hay là 80% hay là... cũng phải 80-90% mới. Tại vì anh Quyền
rất là ngăn nắp, thích mọi thứ rất là phải gọn gàng. Như thế này nè, có những người gọn gàng, những người rất là ngăn nắp, nhưng ở chung với cái người mà không có ngăn nắp á, thì hay có cái dấu hiệu như thế này: vừa làm mà vừa cầm ràm, vừa làm mà vừa nói sao quăng vậy, sao quăng vậy, sao vậy. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Quyền tự làm. Tại vì bình thường á, anh Quyền mà anh Quyền có tiết dạy buổi sáng thì anh Quyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Quyền tự làm luôn, cũng cho con ngủ vậy. Mới nha chị ơi, mới nha. Thật ra là con cùng hiểu được là Nan bằng con tuổi như vậy, bởi vì sau này đến lúc một tuổi nào đó thì mẹ sẽ trải qua cái cảm giác của con là ở một công việc nội trợ đấy. Thì con bây giờ con cứ làm cho mẹ đã, để cho mẹ có thời gian học nhiều đã. Chứ bây giờ tuổi này con chơi mà, tụi con cũng muốn đi chơi nhiều hơn là sinh con. Không, tại mèo cũng đang đi học mà. Thì mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Dạ, đừng quan điện thoại nữa, thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa, tốn tiền. Bớt nóng tính đúng không? Dạ, bớt nóng tính. Thật ra cái sự nồng tình của con á, là nó ở trong cái phòng tập á, để cho mọi người phải focus vào con, để mình tập trung tổ cái tập phẩm của mình phải làm rất là nhiều. Ném sắm thám á, chiếc dây của ném điện thoại là cọc mà. Nhưng mà ném dây là mang tính rất là vui, bởi vì các bạn luôn luôn sợ chiếc dây của con là cứ bay vào đầu, bởi vì chạy kiểu gì con cứ quăng nó cứ trúng. Có gì quăng nhắm chơi mà chạy kiểu gì nó còn trúng đầu. Đúng không? Trúng hết không? Trúng hết 100%. Thì nó hay vậy. Ví dụ đang tập ở đây đúng không? Bạn kia quên bài cái con nhìn đây này. Quăng cái chạy tới kia dính. Mà con quăng dây nào vậy? Dây kia tao chịu, dây này là chuyện như vậy này cái gót chết luôn á đó phải không? Dây múa rồi lấy dây này đâu sao? Dây mà dây đã bánh với dây này là xác định là con không giảm luôn. Mà con mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì thêm nữa không? Ngoài cái việc là quăng đồ với nóng tính. Dạ. Chắc là con nghĩ anh Quyền cần giống như là khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Tại vì anh Quyền tập rất là khuya, cứ ba có hôm là đi từ 6 giờ sáng và tới 3-4 giờ đêm mới về. Bất chấp luôn. Cái đợt đó chắc đi thi mới tập giữ. Dạ đúng rồi, cũng đi thi và là nhiều công việc, bởi vì con phải cân bằng nhiều thứ, cuộc thi cũng sẽ quan trọng, nhưng mà mình phải là một cái đường dài mới để mình xây dựng những cái công việc bên ngoài nữa. Rồi thì thôi tuổi trẻ mình, nhưng mà về đây thì con đã có những người học trò tốt, có những người bạn cũng như quá như con vậy, và các bạn đó cũng sẽ bớt công việc của con để cho con tập trung vào những gì cần chỉnh thôi. Còn cái tuổi đó thì con cảm thấy là cái thời điểm đó con khá là mệt, nhiều lúc á con lại sẽ chở méo mà con mắc con như vậy. Có hôm là đang chạy xe mà tung luôn, là con cứ phải lắc là anh ơi dậy đi, anh ơi tỉnh đi, mà đang chạy xe có hôm là tung vô xe rác luôn. Vậy là giờ con mong muốn điều đó là hoàn toàn hợp lý nha. Đúng rồi đó con ơi. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang vậy á, là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Đúng rồi. Thường cái bệnh này là những biên đạo múa là hầu như là ai cũng mắc phải á, tại vì cái lúc mà làm việc á bị hăng lên á, hăng lên rồi không có kiểu giống như cái dây đờn á mà nó căng lên, nhưng mà mình biết là nó căng đó. Nhưng mà từ lúc đó mình nghĩ là mình cần phải căng như vậy để nó đạt được cái điều mình đang mong muốn. Nhưng mà thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại, đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn và một gia đình, con quay lại cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ bớt công việc cho mình hơn. Ok. Bắt đầu là từ bây giờ là được rồi. Dạ đó, 28 đúng không? Dạ đúng ạ. Là cô nghĩ là được rồi đó, là phải làm theo cái mong muốn của vợ con, là cô thấy cực kỳ chính xác luôn á. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và